Đâu biết đâu. Sao không có hình, không có thình mà có tiếng vậy? Vâng à, bây giờ là đầu kêu ai rồi, đầu giờ rồi đừng có la lối trong đó nữa để khán giả người ta coi nha. Dạ vâng ạ. À. Và quý khán giả trở lại với dòng lời đầu tiên, dòng lời 20.000 đồng để phục vụ cho tất cả mọi người nha. Vâng, và để đảm bảo tính công bằng và minh bạch cho trò chơi Lotto Show tối nay, xin quý vị cùng hướng mắt về sân khấu để cùng đến với thủ tục kiểm banh cùng với gánh hát Lotto Hương Nam nha quý vị. Vâng. Rồi. Bắt đầu từ con cờ số 1 cho đến con cờ số 30, mỗi con banh xuất hiện rõ ràng và chỉ một lần duy nhất, hoàn toàn hợp lệ thưa tất cả quý vị. Mình nhích xích nhích dĩ banh lên một tí á. Dạ rồi, mình nhích dĩ banh lên một xíu nha quý vị. Dạ rồi, từ 01 đến 30, 30 con banh đầu tiên hoàn toàn rõ ràng và minh bạch, không mất đi, không lặp lại cũng như không thiếu con số nào quý vị nha. Rồi, hợp lệ vậy thì mình bỏ vào lòng cầu. Về và lực dựa chúng ta và đến với vị banh thứ hai. Dạ rồi, dĩ banh thứ hai, từ con số 31 đến 60, mỗi con cờ, mỗi con banh cũng có duy nhất một số, không có bất kỳ số nào lặp đi lặp lại quý vị nha. Ai thấy số nào lặp đi lặp lại, la làng la sớm lên quý vị ơi. Còn số không, nó đi theo đi em. Nếu dạ, không thì chúng ta sẽ bỏ vào trong lòng cầu luôn quý vị. Dạ rồi. Chị ơi, nãy giờ trên sân khấu có cái gì gió lạnh lạnh mà nãy giờ cái màn hình LED đó, cái chỗ nó mờ mờ nhè nhòe á chị, không biết làm sao nữa. À, cũng mong rằng là tối đêm nay một bầu trời thật là đẹp và quý khán giả đến đây với một đêm và thực sự thoải mái để chúng ta đến với Lotto Show Hương Nam tối đêm nay. Còn bây giờ dòng loại đầu tiên, dòng loại 20.000 đồng để phục vụ cho tất cả mọi người với những lá vé thật may mắn nha. Vâng, mà những dòng loại đầu tiên này mình sẽ sổ số nhanh gọn lẹ. Ủa sao cái lồng cầu với cái ghế ra đây vậy? Ai để cái lồng cầu với cái ghế đây vậy trời? Trời ơi, cất vô đây anh. Chị ơi, vậy? Chị lên anh. Chị lên anh. Cái ghế như vậy á là mình phải định cái ghế nó ra đây nè. Mình cất vô đi, tự nhiên ai để cái đồng cầu cái ghế ra. Trời ơi, sao mà để cái ghế mà giữa đường giữa xá vậy là không có được. Đúng rồi, thôi mình cho đi. Vô sao gì làm, mày quần áo trời đất ơi luôn. Ủa cái gì vậy Lan ơi, em làm gì vậy? Thôi có gì đâu mà Lan. Lan nào? Trời ơi. Trời ơi, mà sao đi về vậy? Tự nhiên đồ nè. Khoan, đồ của người ta sao em đem đi? Thì bây giờ không ai cho em hát rồi, không ai tương tác với em diễn, mà không tương tác thì em đi về chứ chị cho em gom. Nhưng đồ mà hết rồi nè. Mà đồ của người ta tự nhiên. Chị Lan, chị lớn mà sao chị ngu quá vậy? Cái gì nó lại coi. Chị lớn mà chị ngu quá à. Trong đầu không tương tác thì mình đi bán vé cũng được. Chị làm vậy là chị lên phường chị tương tác đó. Chị cấp đồ. Đồ đâu của em? Đồ là của bà. Đồ nào của em? Đây nè. Đồ này của tôi nè. Cái này ghi là Hoa Khôi Hồ Tiểu Di nè. Cái của em cũng có ghi chữ đàng hoàng của em nè. Cái này của Minh Minh Trung. Cú mèo mình dùng mà. Dùng, mình dùng. Nè. Vậy là em gom lộn. Đây cái chữ tên Hồ Tiểu Vi nè. Em gom lộn này ok em chấp nhận. Rồi cái vỏ. Cái vỏ này của em. Cái vỏ này của em. Xin thông báo. Đề nghị nữ ca sĩ U Mi Lan bước vào trong hợp với Susu vì tội ăn cắp đồ. Trời ơi. Em lấy lộn một món thì không nói, em lấy lộn 3-4 món của người ta. Như vậy là lộn gì? Mày khúc này ngon rồi. Phải. Mấy chú công an đừng bắt em, tại không ai tương tác với em mới làm không vậy phải. Thôi khúc này không ai tương tác bà biết sao không, bà bị đuổi tới nơi rồi. Chia tay nha. Cái tội này sớm muộn cũng đi à. Bà nha. Chị Phụng ơi, vậy là cái Dương Miện có được tước không vậy? Tước. Hoa hậu đâu rồi? Ây à, hậu đâu ai mà không cấp vậy? Vâng, kính thưa tất cả quý vị, và ngay sau đây chúng tôi sẽ trao lễ Vương Miện Á Hậu 4 mới của Miss Grand Hương Nam. Vâng, cho Tốt Tốt. Vâng. Và xin quý vị cùng chào đón Đương Kim Tân Hoa Hậu Á Hậu 4 của Miss Grand Hương Nam 2012. Một tràng pháo tay cho Á Hậu Túc Túc. Vâng, người đã phát hiện ra U Mi Lan. Vâng. Đó, trời ơi. Cái Dương Miện như hắc bạch vô thường luôn. Ừ, rồi vâng. Đi thẳng luôn em, thẳng đó luôn. Ừ. Vâng, đi ra kinh tương quá nhảy xuống luôn nha em nha. Cái vỏ gác của mà cái cô gác. Dạ thôi. 23, con 23, con 23, con 23, con 23, số gì ra. Đánh cho chị hát đi bé. Làm nghề đi bé ơi. Làm nghề đi. Tranh thủ đi. Trời ơi. Trời ơi, nó coi kịch kìa. Bây giờ không diễn trong đòn. Bây giờ không diễn không đòn mà tới ông đờn cũng không tương tác với em nữa. Trời ơi, kìa. Em hát sao hai đứa nó ngủ luôn rồi kìa. Trời ơi, chơi. Chị Lan. Rồi. Vậy em chơi với chị nè. Chơi không? Chơi. Nói nghe nè, chị trả 70 của hồi sáng cho mua hộp cơm đi. Gì má? Hồi sáng mượn 70 em nói cho trả đi. Thôi. Sao vậy? Thùng quá. Cưng đừng có ghét chị nha không? Dù sao chi nữa sau này cưng cũng đừng có ghét chị nha không? Ông biết rồi. Sao vậy? Chị Lan kêu số không chưa?
Chưa, chưa có kêu nè. Đang em ngủ chưa vậy? Em ngủ từ nãy giờ một giấc mà chị chưa kêu luôn. Chưa, đợn nó, nó không có, không có đợn cho chị hát. Nhưng mà nó dễ kêu vậy mà chị chưa kêu được. Chưa thì coi cho phải 52 nè. 52 vậy nó dễ kêu lắm. 52 nó nhiều bài lắm luôn á. Sao chị Lan? 52. Em lỡ miệng. Chị đi vô luôn rồi. Trời xui vậy Lan vậy. Vô đi, vô đi, chơi mình đi chị. 52, 52, 52 con 52 số gì đây mấy gì đây? Số gì đây mấy gì đây mấy gì đây? Ngài lên xe cưới. Con về với ma giám sinh. Trời lắm không trần mưa gió đấy đưa tố vẫn bọn mèo kịp đời nói rồi. Thường con khờ điêu linh. Trời ơi. Nơi chân trời ta sao. Ông bà cười cười. Quý bộ mời. Mẹ đổi nghề rồi chị ơi. Trời ơi. Trời ơi sao con này nó nhiều chuyện để nó làm quá vậy trời. Bữa nay nó nghe nè cô. Bữa nay cô đi đâu vậy cô? Mà đi cúng tam tai ở ngã tư á chị. Cúng tam tai. Bữa nay mùng 1 cúng tam tai. Chị ơi. Nè. Nó diện cũng tâm tay á, nhìn mặt nó giống cu hồn dễ sợ. Chị ơi em giống dặn nè cái, giống như mấy cái hồn ma chết quang vậy. Kiểu như đang ở ngã ba hơi lạnh tí xíu. Rồi qua bển đi, để tôi cúng tâm tay. Bữa nay tôi thấy tôi xui rồi đó. Nhưng mà cúng tâm tay là cúng xong không quay lại nghe. Không quay lại ăn nghe, để luôn bỏ luôn, không quay lại. Là cúng xong là không có quay lại ăn. Đúng rồi, rồi. Okay. Rồi đúng rồi, cái đó cúng tâm tay vậy mà. Không có giật nha, cúng tâm tay chứ không phải cúng cô hồn. Không nha, không nha, không nha, nha. Không có quay lại ăn và cũng không có quay lại sân khấu luôn rồi, nha. Rồi rồi rồi, nhắm mắt đàng hoàng đi. Rồi. Nhắm mắt đàng hoàng nha. Chưa đốt ngang, cái đốt ngang cái đó. Đó. Trời ơi, cái này linh lắm quý vị, nhìn mặt Umi Lan giống như phim Kẻ Độc Hành của Quỳnh Lập vậy quý vị. Giống mấy mà giác dưỡng. Chưa rồi rồi rồi, vô rồi chuẩn bị nè. Thành tâm vô. Ở ngã tư. Rồi bây giờ nè, bây giờ cưng giái đi chị nhép cái khẩu hình miệng cho. 52 rồi, ra đây hả? Rồi, đó, ra đây luôn. Rồi, bây giờ cưng chỉ cần cưng cái miệng cưng trái đi. Cái gốc nó xui. Rồi, lại lên. Rồi, bắt đầu nha. Vô, rồi chưa. Nhắm mắt thành tâm đàng hoàng. Trời ơi, trời ơi. 52 tướng tốt, kinh rệ. Con người thì sống đại đức, ai có gì thì ăn nấy, sống một mình. Vâng. Kiếm gì à? Ở dưới ta lấy hết rồi. Đâu? Trời ơi linh nghiệm quá vậy. Trời ơi. Rồi. Khoan đi. Bà. Còn cái gì hết đâu. Ủa, nó luôn. Ngồi lại, không cho nó nhả. Ôi. Nè còn nhỏ sữa nè. Khoan, ngồi lại. Mày nuốt kìa. Mày nuốt kìa không? Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi tôi nói rồi. Tôi cũng tâm ta chứ tôi đâu có cúng cô hồn đâu trời. Rồi. Nó đi trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi sao khổ vậy trời. Thấy chưa tôi nói linh nghiệm lắm. Phá còn đồ ăn. Chị thấy còn lắm ơi. Đồ ăn đồ bịch sữa tươi này uống cho giả đi em. Hết rồi má. Còn gì đâu bà nội. Cầm giùm ấy. Trời. Má này á, bà tối khác lắm hả gì hả trời. Hết rồi, tôi giật uống hết rồi. Em mới có ăn thôi, em chưa có uống. Chị cúng đồ uống luôn được không? Em uống nữa mới chị đủ. Lan, chị Lan, chị bắt chồng hay lắm đúng không? Chị bắt chồng anh Phúc giùm em đi. Nói nghe nè. Quang đi. Cái chỗ này chị thấy cúng không có được rồi. Để chị đi chỗ khác. Chị qua bên kế bên chị cúng tiếp. Đi mua cái đồ khác cúng đi em. Và bây giờ chúng ta có lấy cái... Trời ơi là trời. Cái gì hoài vậy trời. Tại sao bị nhiều chỗ. Rồi chị ơi, đúng rồi chị ơi. Phải như vậy rồi. Bây giờ là phải cho chị Lan dân quân để cho chị Lan khỏi đi nghỉ. Không phải. Cái vấn đề là bộ đồ dài này không có hợp với em, nó xui quá. Đó, giờ em mặc bộ đồ này. Ok, bộ đồ này được không? Nhắm không? Nhắm được không? Chị, được, thấy được. Bộ đồ này bữa chắc chị Mơ đi mua cái chương hình về karaoke. Trời ơi. Chị Mơ. Chị Mơ. Đúng rồi. Đâu chị Mơ đâu má. Chị Mơ. Mơ. Chị Mơ. Chị Mơ đi cái chuyện hình. Chị Mơ ăn chay rồi đúng không? Đây ăn chay rồi. Ăn gì? Sáng chị ăn bữa nay chị ăn chay mùng 1 á. Sáng chị ăn tô ba khía.
chiều chị ăn nửa ký heo quay. Trời ơi, ăn cái gì kỳ cục vậy? Trời ơi nè. Thôi nè, đại đại kìa kìa kìa. Người ta thì đi giữ xe của người ta bây giờ. Đi đại đi, chạy vô đó giữ xe ta kêu kìa. Trời ơi, má ơi, má không được giữ xe, má vô đây má làm vậy trời. Đi thẳng ra đi. Bắt xe hồi không có tiền đền má ơi. Kìa bên ban quản lý mới điện chị giả kêu con Lan ra giữ xe kìa. Kìa giữ xe kìa. Hộp nha, thiệt hộp bộ đồ dễ sợ. Vậy là bộ đồ này cũng còn xui. Đúng rồi, xui lắm. Khoan Lan, đi ra luôn. Hết vòng này mới được vô. Nói giỡn chứ thôi, kệ đi. Nãy giờ rồi, thôi đứng đây chút được ghi số nha. Cái mẹ chị Lan trong cái tu hết quá bự. Y ra mấy người mà điều tiết giao thông. Cái mẹ chị như cái tu hết bự vậy nè. Chị hỏi giờ. Thôi. Ê, bỏ cái mì luôn. Chết rồi. Em đừng có thổi. Em thổi cái là mất luôn cái micro đó. Thôi. Thôi. Ủa văn thiệt đó, văn thiệt. Cái đâu có vậy. Ôi văn cục. Văn cục đờm chị ơi, xu em á. Rồi đứa đi kêu số nè. Rồi, phan cái bây giờ. Sao bây giờ chúng ta tham gia tham dự với dòng lời mới chết tiền như cụ đất quê đó. Đi ra đây. Ngồi xuống quầy má ơi. Vô rồi. Quất quê. Nghe ta nói. Ngồi khai kìa má. Có dai rồi, có dai rồi chị. Có dai là phải đóng đạo ràng hoàng nha. Ờ. À cái dai hả, cái dai. Diễn nghe đạo okay. Nha. Trời ơi, sao không nói trước mấy má. Quất quê. Dạ. Nghe ta nói. Dạ nói đi. Ai? Ai đốt Bích Dương Cung? Ai đốt? Bà trai. Ủa quánh một cái dữ vậy trời. Thôi tôi đánh cho má. Cái gì cái bà đạt bà bự con bà đánh bây giờ nghe đánh má. Nghe nó khai. Quỳ gối lên. Quỳ gối lên rồi. Nghe nè. Ê là có hát. Ai? Có hát không? Có hát ai đốt bất cứ cung. Ai biết đâu. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi nó chạy rồi. Thôi nghỉ đánh từ từ. Từ từ chút thôi. Cái này quánh gậy con cút thiệt đó nha. Quánh quẹ. Quánh quẹ. Quánh liêu. Đau nha quýnh đau đó. Rồi ngồi xuống. Nè. Hai đứa ra luôn. Ủa là ngu đầu mã diệm ra. Trời ơi trời, hai con ngu đầu mã diệm cái đứa đi. Nói nghe nè. Chị cầm cho. Quánh quẹ là ô không có yêu cầu. Là tuột bao công. What quá. Rồi đi luôn. Ai li mưu cháo chua. Phan vậy Phan. Quách què có cái giò giữa hay u. Rồi diễn hết tuần lẻ. Cầm tay lại. Ai li mưu cháo chua. Không có biết. Mày bắt đẻ. Trời ơi kìa, cái gì vậy? Phan chị bụng ơi. Không có được cái chị bụng. Rồi luôn rồi. Bà nhúng cái lụng bụng mà Lan luôn rồi kìa. Chị bụng. Chị chơi gì kì, chị đáng tuổi cha tuổi chú mới chứ ngồi chị nhúng. Nói đi Lan. Thấy chưa, tao kêu đi giữ xe đi, đâu có chuyện này. Đi giữ xe đâu có bị cái gì đâu. Ham đóng tuồng chi. Đi giữ xe là không được rồi. Người em bé thấy chưa? Chấp nhận làm trò hề để quên. Thôi đi. Người thì không sống qua bữa nay quá. Trời ơi. Cái gì vậy? Trời ơi trời. Phan, mày đi giữ xe à? Mày ăn cắp hai gỗ lưỡi chuột của ai mà thâm kim dữ vậy? Ở đâu chị giấu cái bà chắc chín giữa gì chị Lan? Trời ơi là trời. Trời ơi là trời, nó buồn quá.